Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bắc Kinh nguy ngập Vũ Hán thứ hai. Chỉ 2 tuần sau khi lưỡng hội khép lại, Bắc Kinh chính thức thông báo dịch viêm phổi Vũ Hán tái bùng phát tại khu vực Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 6. Đây là trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán đầu tiên sau 2 tháng không có một ca nhiễm nội địa nào. Bệnh nhân giới tính nam 53 tuổi, không có lịch sử du lịch trong 2 tuần trở lại đây, tiếp xúc với bất kỳ nguồn lây nhiễm nào được xác nhận trước đó, và hiện nay nguyên nhân lây nhiễm vẫn đang là một điều bí ẩn với các quan chức của Trung Quốc. Đây là hình ảnh quận Tây Thành, Bắc Kinh, nơi có bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán đầu tiên kể từ giữa tháng 4. Bệnh nhân có triệu chứng ớn lạnh và mệt mỏi nhưng không ho, đau họng hay tức ngực. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, qua kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện địa phương, kết quả xét nghiệm acid nucleic dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Bệnh nhân đeo khẩu trang suốt quãng đường đi xe đến bệnh viện để khám và điều trị cách ly. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện Địa Đàn để điều trị. Hai người tiếp xúc gần trong gia đình cũng đã được triệu tập để cách ly và theo dõi y tế. Chính quyền Trung Quốc đã tiến hành theo dõi các đối tượng trở về Bắc Kinh từ các khu vực có lây nhiễm trong nhiều tháng qua, kiểm tra các đối tượng đến từ các vùng có mức độ nguy hiểm trung bình và cao trong cả nước, kiểm tra tình hình xung quanh các khu vực cộng đồng, quán hàng, khách sạn từng có các ca nhiễm trước đây. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm cho người đàn ông này. Và tiếp theo, vào ngày 12 tháng 6 năm 2020, quận Phong Đài, phía Nam, thủ đô Bắc Kinh đã ra thông báo có tổng cộng 6 ca nhiễm mới, tất cả đều liên quan đến chợ đầu mối nông sản Tân Phát Địa đặt tại quận này. Đây là hình ảnh lực lượng bảo vệ trước chợ bán sỉ Tân Phát Địa vào ngày 13 tháng 6 năm 2020. Trong số 6 người này, có 2 người là cán bộ trung tâm nghiên cứu tổng hợp thịt và thực phẩm, từng đến khu chợ này gần đây và các chợ đầu mối khác ở Bắc Kinh để lấy mẫu kiểm tra thực phẩm. 2 người này không phải là người ở nơi khác đến, không có lịch sử tiếp xúc với cư dân vùng Vũ Hán, Hồ Bắc. Hiện chưa rõ 2 người đàn ông này đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán như thế nào. Cộng đồng và đơn vị công tác của 2 bệnh nhân này đang được tiến hành cách ly. Trong số 4 người còn lại thì có 3 người là nhân viên của chợ Tân Phát Địa ở và làm việc ngay trong chợ, và người còn lại là khách đến chợ mua hàng. Ngay sau đó, các nhà chức trách địa phương đã đóng cửa chợ Tân Phát Địa từ 3 giờ sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 6. Sang đến ngày 13 tháng 6, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ghi nhận có thêm 57 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trong đó có rất nhiều ca có nguồn gốc tại Bắc Kinh. Đây là số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán trong ngày cao nhất kể từ ngày 13 tháng 4 tính cho đến nay. Theo hãng truyền thông quốc tế Reuters, trong buổi họp báo hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 6, Phó Bí thư Quận ủy quận Phong Đài, ông Sơ Quân Uy cho biết dịch nhầy họng của 45 người trong tổng số 517 người tại chợ bán buôn Tân Phát Địa đã cho kết quả dương tính với virus corona Vũ Hán. Mặc dù không có ai trong số 45 người này biểu hiện triệu chứng có viêm phổi Vũ Hán. Ông cũng thông báo quận Phong Đài đã bị đặt trong tình trạng thiết quân luật và thành lập trung tâm chỉ huy dã chiến để xử lý tình hình. Chính quyền cũng đã nhấn mạnh chợ Tân Phát Địa có những tấm thớt dùng để cắt cá hồi nhập khẩu bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Và 11 khu dân cư xung quanh khu chợ Tân Phát Địa tại quận Phong Đài cũng đã bị phong tỏa. Đây là hình ảnh hai người phụ nữ mặc đồ bảo hộ đi bộ trên một con phố gần chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh. Ít nhất 3 trường tiểu học và 6 trường mẫu giáo đã đóng cửa. Các khu dân cư xung quanh cũng đã tạm thời rào chắn kiểm soát người ra vào, bầu không khí đang hết sức căng thẳng. Dự kiến có khoảng 7 khách sạn xung quanh chợ Tân Phát Địa sẽ được trưng dụng làm khu cách ly. Tối ngày 12 tháng 6 năm 2020, một số người bán hàng rong trong khu vực cũng bị gom vào cách ly trong khách sạn này. Việc di chuyển qua các tỉnh lân cận đều bị cấm. Một công dân Bắc Kinh khác cho biết có dấu hiệu nhiều người Bắc Kinh bắt đầu chạy trốn, nhưng không biết liệu họ có bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán hay không. Và thủ đô của Trung Quốc đang phải đối mặt với nỗi lo cơn ác mộng tại Vũ Hán hồi tháng 1 sẽ tái diễn tại thủ đô Bắc Kinh. Trung Quốc đang có nguy cơ bắt đầu một làn sóng dịch bệnh tiếp theo. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2020, một lượng lớn cảnh sát vũ trang và công an được huy động chốt lối ra vào chợ Tân Phát Địa. Cùng ngày, các tình nguyện viên cộng đồng ở nhiều quận của Bắc Kinh đã đến gõ cửa nhà người dân để hỏi họ liệu gần đây có tới chợ này hay không. Bắc Kinh cũng đình chỉ ngay lập tức các sự kiện thể thao và ngăn chặn du khách từ nhiều khu vực khác của Trung Quốc tới thành phố này.
và thông tin của chính quyền Cộng sản Trung Quốc về đợt tái bùng phát dịch bệnh này tiếp tục không nhận được sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế. Đây là hình ảnh Trung Nam Hải, biểu tượng quyền lực của Trung Quốc. Một điểm cần lưu tâm là trụ sở văn phòng các quan chức hàng đầu của chính quyền Trung Quốc, Trung Nam Hải, nằm ở quận Tây Thành, nơi ở của bệnh nhân đầu tiên nhiễm viêm phổi Vũ Hán sau gần 2 tháng ở Trung Quốc, không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong cộng đồng. Và các nhà quan sát đã nhận ra một điểm đặc biệt là ca lây nhiễm được thông báo vào ngày 11 tháng 6 năm 2020, chỉ trong nửa tháng sau khi Lưỡng hội Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc vào ngày 28 tháng 5. Trước đó, tình hình dịch bệnh ở nhiều địa phương đang trong tình trạng khẩn cấp. Ba tỉnh Đông Bắc lần lượt thất thủ. Tại Vũ Hán đã tiến hành các đợt kiểm tra toàn dân quy mô lớn. Vào thời điểm đó, vào ngày 18 tháng 5, Hội nghị phòng chống dịch bệnh Bắc Kinh đã tiết lộ quận Tây Thành có 5 phòng khám với tổng cộng 33 bệnh nhân đang lên cơn sốt. Tuy nhiên, quan chức chưa đưa ra thông tin cho biết các nhóm chuyên gia có liên quan đã quyết định bác bỏ các ca trên là viêm phổi Vũ Hán. Cũng có những nguồn tin cho rằng ở thủ đô Bắc Kinh đã có tình trạng sốt tập thể từ ngày 18 tháng 5 năm 2020 có thể đã bị che đậy. Chính quyền có thể vì lưỡng hội mà giấu dịch. Hơn nữa, người ta cũng đặt câu hỏi như sau. Mấy ngàn đại biểu từ khắp nơi tập hợp ở Bắc Kinh liệu có mang theo virus đến hay không? Đại lễ đường nhân dân, nơi hai phiên họp được tổ chức, lại nằm ở quận Tây Thành, nơi được thông báo có ca bệnh. Để khỏa lấp những nghi ngờ của cộng đồng, Trung Quốc đã dùng cá hồi nhập khẩu để đánh lạc hướng dư luận. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang đi ngang qua các đại biểu đang đeo khẩu trang khi ông đến dự phiên khai mạc hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 5 năm 2020. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chợ Đầu Mối Nông sản Tân Phát Địa Trương Ngọc Tỷ trả lời phỏng vấn hôm 12 tháng 6 cho biết cơ quan chức năng đã xét nghiệm thấy trong thớt cá hồi nhập khẩu có virus corona chủng mới. Cá hồi nhập khẩu này có nguồn gốc từ chợ hải sản Shincheng hay còn gọi là chợ hải sản nước sâu Bắc Kinh. Sau đó, các siêu thị lớn ở Bắc Kinh trong đêm đã gỡ bỏ tất cả các cá hồi trên kệ của mình. Cũng có hãng truyền thông ở Đại Lục cho biết từng gọi điện cho văn phòng của chợ hải sản Shincheng nhưng không nhận được nhiều thông tin liên quan. Tuy nhiên, trên trang Internet lan truyền một thông tin nghi ngờ được cho là từ vòng tròn bạn bè của WeChat chính thức của chợ hải sản Shincheng, nói rằng phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chợ Tân Phát Địa là đang đẩy trách nhiệm sang chợ hải sản nước sâu Bắc Kinh. Cũng lần theo những người bạn bè của khu chợ hải sản Shincheng, cá hồi ở đây đều là nhập khẩu qua kênh chính thức, không phải buôn lậu. Hơn nữa, cá hồi ở chợ này đều đã qua kiểm tra axit nucleic, kiểm tra đều không có bất cứ điều gì. Trên mạng xã hội của Trung Quốc, Weibo cũng đã có cư dân mạng nghi ngờ là cá hồi liệu có khả năng lây nhiễm virus hay không. Được biết, mặc dù những nghiên cứu về mối quan hệ giữa loài cá và virus corona chủng mới vẫn còn tương đối ít, nhưng đã có những kết quả nghiên cứu cho thấy loài cá có khả năng lây nhiễm virus tương đối thấp. Và đội ngũ nghiên cứu đến từ Đại học College London vào ngày 1 tháng 5 đã công bố luận văn. Theo đó, sau khi phân tích các tương đồng protein và tương đồng protein khác của 215 động vật có xương sống, họ đã kết luận rằng virus gây đại dịch viêm phổi Vũ Hán rất khó lây nhiễm cho cá, chim và bò sát. Đây là hình ảnh cá hồi được bày bán trong siêu thị ở Trung Quốc. Tháng 4 năm nay, một luận văn xuất bản trên tạp chí khoa học thủy sản châu Á cũng được kết luận tương tự. Luận văn này chỉ ra virus corona chủng mới thuộc họ corona vider và những loại virus này chỉ lây nhiễm cho động vật có vú. Hơn nữa, virus này chủ yếu hoạt động ở đường hô hấp trên và dưới, có tác động tâm lý, bệnh lý của nó chủ yếu tập trung ở phổi. Cũng tức là đối với loài cá không có phổi thì không dễ lây nhiễm chủng virus này. Chuyên gia virus học của Đại học Hồng Kông, giáo sư y khoa Kim Đông Nhan nói với truyền thông Đại Lục rằng hải sản không có quá nhiều khả năng trở thành một nguồn lây nhiễm. Tình huống virus trên loài cá lây truyền cho người là chưa từng xảy ra. Còn hiện tại không có chứng cứ nào cho thấy virus có thể sao chép trên cá, cũng tức là khả năng bản thân cá hồi trở thành tải thể của virus là cực kỳ nhỏ. Các chuyên gia virus này nhấn mạnh rằng cuối năm ngoái trên thớt găng tay ở chợ hải sản Hoa Nam đều xét nghiệm ra các mẫu virus nhưng nguồn lây nhiễm cụ thể vẫn chưa rõ. Nếu nói thớt làm cá hồi có virus viêm phổi Vũ Hán, vậy thì thớt này liệu có phải đã từng dùng để làm các loại thịt khác hay không? Liệu người có sử dụng thớt đó mang virus sau khi lây nhiễm lên thớt hay không? Ông Kim Đông Nhạn cho rằng, từ những thông tin hiện nay mà nói, virus bùng phát tại chợ Tân Phát Địa có khả năng là người lây nhiễm truyền sang người
chỉ là vẫn chưa tìm được nguồn gốc lây từ đâu mà thôi. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020 với bản tin Bắc Kinh nguy ngập, Vũ Hán thứ Hai. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.